Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Huy. Ngay bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp Người Vận Chuyển, tác giả Lê Tuấn, tập 6. Tiếng gõ cửa cộc cộc làm cho Tuấn giật mình tỉnh giấc. Quay sang thấy thằng Nha Trang và Bến Tre vẫn ngủ say sưa. Tuấn dụi mắt bước ra cửa phòng, là FE. Nó nhìn vào trong phòng rồi hỏi nhỏ Tuấn. Anh chưa dậy nữa hả? Em thấy anh ngủ từ sáng tới giờ á. Dậy đi anh, chở em qua chỗ anh B nha. Tuấn ậm ừ rồi kêu FE xuống nhà đợi nó vệ sinh cá nhân rồi nó xuống liền. Đóng cửa phòng lại, Tuấn nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 20 phút chiều. Hôm nay nó ngủ đã thật. Tuấn nhẹ nhẹ đi vào trong toilet vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bước ra ngoài. Tiếng máy lạnh kêu ro ro cùng với tiếng ngáy của thằng Nha Trang vẫn vang đều trong phòng. Bước xuống nhà đã thấy FE ngồi đợi sẵn ở cái bàn cà phê phía trước. Nó cười cười hỏi Tuấn. Tỉnh ngủ chưa anh? Đói bụng không? Em dẫn anh đi ăn nhẹ nha. Lại màu mè nữa trời. Tuấn ghét nhất mấy đứa bình thường thì không thèm hỏi thăm mình lấy một tiếng nào, nhưng khi có chuyện thì vồn vã này nọ. Nhưng thôi, nghĩ FE còn nhỏ, chưa lăn lộn nhiều nên Tuấn cũng không trách. Thấy cũng hơi đói, vì lúc sáng chỉ ăn có một tô hủ tiếu cho tới bây giờ. Nó ậm ừ. Anh em mình đi kiếm gì ăn đi, rồi qua nhà nó. Dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà, Tuấn chở FE theo hướng chỉ dẫn của nó. Sau một lúc ngoằn ngoèo trong con hẻm nhỏ trên đường Bà Hạt, tụi nó đã ngồi ung dung thưởng thức món phá lấu bò nóng hổi cùng với bánh mì. Đang đói mà ăn phá lấu bò chấm với bánh mì thì khỏi phải bàn. Cái nước sánh vàng của màu cà ri quyện với mùi thơm của ngũ vị hương, lá quế, miếng lòng bò mềm mềm, béo béo, hòa lẫn với vị béo của nước cốt dừa, vị mặn mặn, ngọt ngọt của nước chấm, sẵn sàng làm hài lòng bất cứ thực khách khó tính nào. Kêu thêm 2 ly nước mía, Tuấn vừa nhâm nhi vừa phì phèo điếu thuốc trên môi, sau khi thỏa mãn cho cái bao tử của mình. Móc cái điện thoại ra, nó bấm số gọi cho thằng em chơi chung lúc xưa để hỏi thêm thông tin về điếm. Thằng em nói lúc này ít thấy bê đếm xuất hiện ở mấy cái sòng tài xỉu. Nghe nói đang cặp kè với một em con nhà lành, gia thế cũng ngon, cho nên nó bỏ hẳn mấy em massage cà ve đi. Nếu muốn kiếm thằng bê đếm thì qua nhà nó hoặc mấy cái quán cà phê xung quanh là gặp thôi. Tuấn cảm ơn thằng em rồi cúp máy. Biết vậy thì dễ kiếm rồi. Định quay ra kêu tính tiền thì đã thấy FE nhanh nhẹn tính trước, vừa nhận lại tiền thối vừa nói với Tuấn. Bữa nay em mời anh mà, còn nhiều quán ngon nữa, mai mốt em dẫn anh đi ăn ha. Mà thực sự là cái quán phá lấu lòng bò này ngon thật. Tuấn trước giờ chủ yếu ăn nhậu là chính, nên cũng không để ý mấy quán ăn vặt như thế này. Đúng là Sài Gòn, thiên đường ẩm thực mà. Chiếc xe máy của tụi nó lại hướng bánh về cầu Nguyễn Tri Phương, cái cầu nối giữa quận 5 và quận 8. Chiếc xe máy của Tuấn chở FE vào trong một con hẻm ở quận 8. Những cặp mắt không mấy thiện cảm nhìn chằm chằm về phía tụi nó. Cũng phải thôi, đây là khu bán xì ke có tiếng mà. Chắc tụi nhóc canh đường tưởng tụi nó là chẹo, tức là một tiếng lóng của dân giang hồ gọi công an là chẹo. Đậu xe trước một căn nhà sập xệ, Tuấn lớn tiếng gọi to. Bê đếm à, có nhà không mày? Không có ai lên tiếng sau mấy tiếng kêu của nó. Vậy là cái thằng kia không có ở nhà. Quay xe lại, Tuấn nói với FE. Bây giờ chạy thằng ra ngoài đường, kiếm mấy quán cà phê coi có nó không. Nếu không có thì đưa cho anh số điện thoại của nó. FE gật đầu nhanh nhẹn, nhìn mặt nó có vẻ hơi sợ sợ. Tuấn chợt nhớ ra mấy cặp mắt nhìn tụi nó từ lúc vào trong con hẻm này. Tuấn phải trấn an. Yên tâm đi em gái, khu này phức tạp vậy đó, nhưng mà không sao đâu. Đi với anh thì cứ yên tâm, cùng lắm là kêu thằng chủ xe đem cứu thương tới trước anh em mình thôi. Nó bật cười rồi đánh nhẹ vào vai Tuấn. Con gái là vậy đó. Tuấn rảo dài vòng lại quanh mấy cái quán cà phê, cũng không thấy bóng dáng thằng kia đâu. Cuối cùng tụi nó ghé vào cái quán cà phê gần đầu hẻm của nhà thằng bị điếm. Sau khi hớp một ngụm cà phê, đốt xong điếu thuốc, Tuấn lấy số điện thoại của bê điếm từ FE cho bấm số gọi cho nó. Từ đầu dây bên kia là giọng của một thằng thanh niên khoảng 22-23 tuổi vang lên. Giọng của bê điếm. Alo,
Ai vậy? Tao. Anh Tuấn nè. Hả? Tuấn nào? Nghe cái giọng nó hỏi vặn ngược lại, Tuấn thấy hơi chối cái lỗ tai rồi. Phải nói luôn ra cái biệt danh là Tuấn gì gì đó thì nó mới biết. Nó nói nó đang trên đường về, nó sẽ ghé quán cà phê mà Tuấn đang ngồi. Tuấn cúp máy, tiếp tục pha khói thuốc vào khoảng không. Bất chợt FE hỏi: Trời, hồi xưa chắc anh Tuấn đi chơi dữ lắm hả? Em nghe anh hai kể anh quen nhiều lắm. Anh kể cái vụ của mấy anh ở trong bệnh viện kia nữa. Tuấn không trả lời câu hỏi của FE mà chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục hút thuốc. Cái quá khứ của nó thì có con mẹ gì đâu mà phải tự hào, ngoài những cuộc ăn nhậu thâu đêm, những trận đâm chém, những cuộc đua bất chấp, banh bóng để đốm gái gú. Rồi còn lại gì sau những cuộc chơi? Gia đình là nơi để nó quay về, nhưng Tuấn cũng đã đánh mất rồi. Rồi những thằng anh em luôn có mặt bên Tuấn trong những cuộc chơi, nhưng khi xa cơ thì còn lại được mấy thằng bên cạnh. Bản chất cuộc sống là như vậy. Tuấn chẳng trách ai, chỉ có thể tự trách bản thân mình và lặng lẽ tự mình gặm nhấm những lỗi lầm, những tiếc nuối của một thời lầm lỡ mà thôi. FE cắt ngang những dòng suy tư của Tuấn, cái khều tai kèm theo ánh mắt hướng ra phía bên ngoài, nơi có một thanh niên cao to, đẹp trai, đang nắm tay một đứa con gái bước vô. Chắc là bạn gái của nó. Thằng bé điếm với cái đầu sành sỏi của nó chắc chắn phải nhảy số khi biết Tuấn kiếm nó, thì phải có việc gì rồi. Và chắc nó cũng không ngờ Tuấn lại ngồi cùng với FE. Tuấn để ý nét mặt của nó hơi biến sắc đi khi thấy FE, nhưng chỉ là thoáng qua. Nó trở lại với một nụ cười bình thường. Nó ngồi xuống cùng với cô gái đi cùng. Bé điếm vừa cười vừa hỏi thăm Tuấn đủ kiểu, như anh em thân thiết lâu ngày mới gặp. Tuấn có lạ gì với tính cách của thằng này? Ngoài mặt như vậy, nhưng bên trong nó chắc là không có vụ tình cảm anh em gì đâu. Sau vài câu hỏi han xã giao của nó, Tuấn đốt điếu thuốc rồi đề ba vào thẳng vấn đề. Bây giờ như vậy, này là đứa em của tao, cũng coi như là người nhà. Tao nghe nó kể giữa mày với nó có chút lấn cấn chuyện tiền bạc. Bữa nay chở nó qua đây, có gì mày với nó nói chuyện trực tiếp sẽ dễ hơn. Nó là thân con gái, anh em cứ nói chuyện phải quái với nhau đi. Tuấn nói câu này cũng để giữ thể diện cho nó trước mặt bạn gái của nó, và cũng muốn thăm dò thái độ của bé điếm coi sao. Bé điếm nói với cái giọng nhỏ nhẹ: Dạ, lúc trước á, em với FE có mối quan hệ tình cảm. Lúc đó em kẹt vốn làm ăn nên mới mượn đỡ đi xây sở. Sau đó công việc của em không thuận lợi nên chưa có thể trả lại số tiền như đã hứa được. Rồi sau này cái tụi em chia tay. Nhưng mà không phải là em không trả, tại em xây chưa ra thôi anh. Nhìn cái mặt buồn buồn của nó kèm theo câu vừa nói thì Tuấn cũng hiểu vì sao tụi con gái chết lên chết xuống rồi. Đúng là mật ngọt chết rụi. Tiền làm ăn cái mẹ gì chứ, tiền nó đi lắc tài xỉu chứ làm ăn khỉ gì. FE lúc này mới lên tiếng với cái giọng hơi gắt gỏng: Anh nói yêu tôi, thương tôi, vậy mà ngoài tôi anh còn có người con gái khác nữa. Tiền tôi dành dụm bao nhiêu á, đưa hết cho anh, vậy mà anh đối xử với tôi như vậy đó. Nói tới đây FE bật khóc. Lại khóc nữa. Tuấn sợ nhất là nước mắt của con gái. Nó quay sang hỏi bị điểm: Vậy rồi bây giờ mày tính sao? Nó nhìn FE rồi quay sang Tuấn mà lý nhí: Thì em nói em trả, nhưng mà bây giờ khó khăn quá, kiếm đâu ra tiền cho anh. Nãy giờ tao cũng nói chuyện đàng hoàng lắm. Nếu bây giờ mày cứ nói như vậy thì thôi tao cho mày 3 ngày, không có đủ thì trốn khỏi Sài Gòn này luôn đi. Tuấn đã vốn không ưa cái thể loại như nó từ lâu, nhưng bê điếm cũng không đụng tới thì Tuấn cũng không muốn kiếm chuyện với nó. Nhưng hôm nay trước mặt Tuấn mà lại còn cứ dở cái trò lương lẹo này ra thì chắc phải thẳng tay với thằng này. Bê điếm im lặng không nói gì trước câu nói của Tuấn. FE thì vẫn khóc thúc thích. Bỗng nhiên đứa con gái bên cạnh bê điếm lên tiếng: Tiền đó để tôi trả cho. Giọng nói này Tuấn nghe quen quen. Nãy giờ nó cũng chẳng để ý tới người con gái đi cùng bê điếm là ai, và nó cũng chẳng muốn quan tâm tới làm cái gì. Nhưng khi nghe giọng nói đó, nó quay sang nhìn, thì ánh mắt này, đôi mắt to tròn đen lây lấy,
Tuấn cố nhớ là em điều dưỡng hay sao? Vì lần đầu tiên gặp nó thì em mang khẩu trang y tế. Tuấn chỉ ấn tượng với đôi mắt to tròn thật đẹp của em, và giọng nói vừa rồi thì nó nghĩ là 90% là em rồi. Người con gái với chiếc váy trắng đồng phục ở bệnh viện. Và có lẽ em cũng chẳng nhận ra Tuấn đâu, cái thằng tài xế lái xe cứu thương nhận bệnh buổi sáng hôm ấy. Bây giờ nó mới được nhìn đầy đủ khuôn mặt của em. Em đẹp, một nét đẹp nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải quay lại nhìn khi bước ngang qua em. Và có lẽ chắc chắn trong đó sẽ có Tuấn. Nó trở về với thực tại với câu nói tiếp theo của em điều dưỡng: "Bê thiếu chị bao nhiêu?" Nó nhìn thẳng qua FE cho hỏi câu đó. Tất cả 30 triệu chị. FE vừa thúc thích vừa nói. Em điều dưỡng lại nói tiếp: "Chị cho em số điện thoại và số tài khoản đi. Sáng ngày mai em sẽ chuyển đủ cho chị, không thiếu một đồng. Không thôi mấy ngày tới bạn em lại không sống được ở cái đất Sài Gòn này nữa." Em điều dưỡng vừa nói hết câu thì liếc liếc đôi mắt sắc lạnh nhìn Tuấn rồi nhếch mép cười. Đôi mắt xinh đẹp đó giờ đây nhìn Tuấn không được thiện cảm cho lắm. Tuấn không biết phải nghĩ sao. Nếu thằng kia yêu em thật sự thì không có cái gì để nói. Nó chỉ sợ em sắp là một người trong những người con gái bị thằng kia gạt, và điển hình là con bé FE đang ngồi đó mà thôi. Câu chuyện kết thúc khi FE đưa số điện thoại, số tài khoản cho em điều dưỡng, kèm theo lời hứa chắc chắn của em, ngày mai sẽ chuyển đủ số tiền nợ của thằng bé điếm. Em đứng lên cùng với nó. Em cũng chẳng thèm nhìn Tuấn, rồi bước ra cùng thằng kia. Thằng bê điếm quay lại cười với Tuấn, nụ cười đầy vẻ gian xảo. FE vui ra mặt vì lấy lại được tiền vào trong ngày mai. Tuấn ngồi bên cạnh đốt thêm điếu thuốc. Nó nhìn theo hướng em điều dưỡng vừa đi. Tuấn thấy trong lòng hơi lo. Nó lo cho em, nhưng Tuấn có thể làm gì bây giờ? Nó đâu thể nói cho em về cái tiểu sự của thằng bê điếm. Mà có nói chắc gì em đã tin khi em đang mơ một giấc mơ màu hồng. Rồi Tuấn nhìn lại mình. Nó có gì hơn cái thằng kia với cái quá khứ của nó? Thôi thì để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Mọi chuyện đều có sự sắp đặt của số phận thôi. Tuấn kêu tính tiền, nhưng FE lại giành trả. Chiếc xe máy của tụi nó hòa vào trong dòng xe cộ. Dọc hai bên đường là hàng cây rợp bóng với những sợi nắng vàng buổi chiều cuối ngày chiếu xuyên qua kẽ lá. Sáng hôm sau, khi hai chiếc xe cứu thương đã đi hết, chỉ còn chiếc của Tuấn đậu ở đó. Thằng chủ xe thì đang ngồi uống cà phê trước nhà. Tuấn dắt chiếc xe máy của mình vào nhà sau khi đi ăn sáng ở gần đó. Quay xuống đã thấy ly cà phê mà thằng chủ xe pha sẵn cho nó. Đốt điếu thuốc, Tuấn làm một ngụm. Chủ xe hỏi: "Cảm ơn anh Tuấn, cái vụ lấy lại tiền giùm mấy ven em." "Ơn nghĩa gì anh ơi, em bút trong nhà không à. Nó bị như vậy không lẽ không ra mặt chứ." Thằng chủ xe chắc cũng không lạ gì tính cách của Tuấn nữa rồi. Nó cũng cười theo. Nó nói sắp tới sẽ lấy thêm hai xe nữa, vì tình hình toàn kêu thêm xe hỗ trợ thôi. Tuấn cũng biết trước sau gì nó cũng sẽ phải tăng cường thêm xe. Nói chuyện trên trời dưới đất, tầm khoảng 8 giờ sáng thì chuông điện thoại của thằng chủ xe vang lên. Có một ca ở Bình Chánh. Vậy là lên xe. Tiếng còi hú vang lên. Lâu lâu tiếng ồm ồm của Tuấn phát ra từ cái loa được gắn bên ngoài xe. "Xe máy phía trước tấp vào phần đường bên phải, nhường đường cho xe cứu thương làm nhiệm vụ. Xin cảm ơn." Chiếc xe cứu thương từ từ tiến vào bãi đất trống. Nơi đây có dựng một cái sân khấu, xung quanh là những gian hàng trò chơi. Tuấn đoán chắc đây là một đoàn lô tô của những người đồng tính. Đó là loại hình giải trí phổ biến ở các tỉnh miền Tây và Sài Gòn. Có một đám đông đang đứng bu quanh phía sau cái sân khấu. Tuấn thấy có hai ông anh công an đang lầy quầy ghi chép cái gì đó. Thấy xe cứu thương chạy vô, vài chị vẫy tay và dọn đường cho chiếc xe chạy vào. Tuấn dùng từ chị vì nhìn bề ngoài họ mặc quần áo để tóc dài, trang điểm như một người phụ nữ. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy vẫn còn những cái đường nét của đàn ông. Đó là những người đồng tính hoặc chuyển giới, là nét đặc trưng của những người làm ở đoàn lô tô. Tuấn bước xuống xe,
tiến lại chỗ hai ông anh công an rồi hỏi: "Ừ, tai nạn hay gì vậy mấy huynh?" Cả hai ông nhìn nó, rồi một ông chỉ vào bên trong: "Nằm trong đó đó em, chắc là đột tử." Tuấn lại lặng lẽ làm cái công việc quen thuộc, mở cốp, lấy cái băng ca xuống, rồi kéo vào bên trong theo sự chỉ dẫn của công an. Mọi người tránh đường cho nó tiến vào cùng với chiếc băng ca. Trên chiếc giường xếp được kê một góc ở phía sau sân khấu, xung quanh được che nắng che mưa bằng mấy tấm bạc ni lông và một cái xác chết được phủ bởi cái mền vải. Trên bụng cái xác được đặt một nải chuối sống, phía trên đầu thì có chén cơm cùng với cái trứng và đôi đũa. Mấy cây nhang đang tỏa ra làn khói lơ lửng được cắm trên cái lon sữa đặc đã bỏ đầy gạo bên trong đó. Tuấn nói với mấy người đang đứng xung quanh: "Mấy chị phụ em một tay giúp." Lập tức mấy chị và hai thanh niên trẻ bước tới giúp nó. Cái mền phủ lên người cái xác được kéo ra sau khi những thứ xung quanh đã dọn đi. Xác chết là một người đàn ông, à mà không, là một người phụ nữ tầm khoảng hơn 30 tuổi. Mái tóc dài, khuôn mặt vẫn còn đường nét của một người đàn ông, cùng với bộ quần áo phụ nữ trên người. Sau khi cái xác được đặt gọn gàng trên băng ca với sự giúp sức của những người trong đoàn lô tô, Tuấn đẩy chiếc băng ca vào lại xe, đóng cốp. Có hai người chị cũng bước lên ghế sau, ngồi cạnh chỗ cái xác. Công việc coi như đã kết thúc, nó vẫy tay chào hai ông anh công an rồi bước lên xe nổ máy. Chiếc xe cứu thương lại hú còi vang lên và lao đi. Qua vài câu thăm hỏi, hai bà chị cũng cởi mở cho nó biết cái xác này là một thành viên trong đoàn lô tô. Đêm hôm qua do mưa lớn quá, cả đoàn không thể diễn như mọi khi, vậy là tụ tập nhậu nhẹt. Cái chị nằm đó trên xe của Tuấn hôm qua cũng bình thường, không có biểu hiện gì hết, rồi ngủ một giấc cho tới sáng. Khi mọi người trong đoàn gọi về ăn sáng thì mới biết chị đã ra đi từ lúc nào. Tuấn cũng từng tiếp xúc nhiều với những người đồng tính, chuyển giới của mấy đoàn lô tô. Họ cũng là những con người sống bình thường, nhưng khi sinh ra lại mang tâm hồn của một người con gái ẩn sâu phía trong thân xác của một thằng con trai. Tôi nghĩ chắc họ cũng đâu có muốn mình như vậy đâu, khi bị người đời khinh khi, dè biểu, gọi là bóng này bóng nọ, gọi là bê đê. Xe về tới bệnh Hưng Hòa, cái xác được chuyển vào trong căn phòng phía trong. Tuấn lại quay ra ngồi hút thuốc với ông anh nhận xác. Khoảng 30 phút sau, có 7-8 chiếc xe máy chạy vô đậu đầy cả góc sân. Nhìn thoáng qua thì chắc là mấy người của đoàn, chuyển giới cũng có, đồng tính cũng có, thanh niên cũng có. Tiếng lao xao ồn ào cả cái sân. Tuấn thấy bọn họ đang góp tiền lại. Có một vài chị đang cầm điện thoại để xin hỗ trợ từ bạn bè trong giới. Rồi pháp y tới nơi, chỉ có một người em họ của nạn nhân đứng ra ký giấy tờ. Vì nghe đâu người thân ở dưới quê nghèo khó nên không có chi phí lên nhận xác. Những thủ tục cũng được bắt đầu. Lại tiếng dao kéo của y tế va chạm vào nhau, rồi tiếng cưa xè xè nghe thật ám ảnh vô cùng. Sau đó thay vì tiếp theo là làm thủ tục khâm liệm rồi nhập quan, nhưng tất cả mọi người trong đoàn không thể gom góp đủ tiền để mua cái quan tài cho người xấu số. Vậy là mấy chị phải chạy ngược chạy xuôi để gõ cửa mấy trại hòm để xin một cái hòm từ thiện. Cuối cùng hơn tiếng đồng hồ, họ cũng xin được của trại hòm nào đó một cái quan tài. Vậy là bà chị xấu số nằm trong kia được mấy ông anh đạo tị khâm liệm. Mặc dù là từ thiện, nhưng Tuấn thấy mấy ông anh đạo tị cũng làm rất cẩn thận có tâm. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Rồi lần lượt mọi người tiến tới trước chiếc quan tài, lặng lẽ thắp nhang. Những bà chị sụt sùi nước mắt chào vĩnh biệt người bạn vừa nằm xuống của họ. Xe cứu thương lại lặng lẽ lăn bánh, mang theo một kiếp người vừa nằm xuống về dưới đất mẹ. Vẫn là hai bà chị lúc nãy đồng hành cùng Tuấn trong chuyến đi. Chắc họ là những người bạn thân của cái người nằm trong chiếc quan tài kia. Có lẽ không ngại ngùng trước một thằng tài xế như Tuấn, câu chuyện những góc khuất của các bà chị được tâm sự một cách thoải mái trong suốt cuộc hành trình. Những bà chị này sinh ra từ vùng quê khác nhau, cũng như những thằng con trai khác, nhưng càng lớn lên, họ càng nhận ra được giới tính thật của mình. Thân con gái nhưng mang kiếp con trai.
Lúc đầu thì âm thầm gồng nén những cảm xúc của mình, nhưng càng cố kìm nén thì họ càng muốn bộc lộ cái giới tính thật của mình. Rồi đến một lúc họ cũng không thể nào che giấu được nữa. Cái bản năng muốn được như những người con gái khác đã thôi thúc họ. Gia đình truồng bỏ kèm theo những trận đòn trôi của cha mẹ. Người ngoài thì nhìn vào họ bằng ánh mắt chế giễu, khinh thường, đầy những lời miệt thị: con bóng, thằng bị đi. Có người kinh tế khá giả thì đi phẫu thuật chuyển giới, nhưng cũng phải chịu muôn vàn đớn đau mới có thể sống trọn vẹn với tâm hồn và thể xác người con gái. Có người không đủ điều kiện thì làm phẫu thuật tới đâu hay tới đó. Còn có người không có tiền thì kiếm mấy chỗ làm chui, chích mấy loại silicon rẻ tiền để rồi bị biến chứng này kia. Rồi họ đến với đoàn lô tô trong những dịp tình cờ. Người thì đem lời ca tiếng hát để mưu sinh, người thì kiếm tiền qua những trò chơi mà người ta thường hay gọi là trò chơi hội chợ. Những ngày tháng lang bạc trại đây mai đó, có khó khăn cực khổ, nhưng ai cũng vui vì ở đoàn lô tô, nơi mà họ được phép bộc lộ hết cái tâm hồn con gái của mình ra mà không bị ai cấm cản. Chiếc xe cứu thương lại băng qua những con đường quê, trên xe vẫn vang lên những câu chuyện về những mảnh đời thân sâu hồn bướm. Và rồi chiếc xe cũng dừng lại ở một làng quê nghèo. Hiện ra trước mắt Tuấn xa xa là căn chòi lá nằm chênh vênh trên những cánh đồng lúa. Chiếc quan tài lạnh lẽo được người thân khiêng đi liêu xiêu trên con đường đê, trao cho nó những tờ giấy bạc mà lúc sáng cả đoàn đã gom góp lại. Cả hai bà chị lặng lẽ quay bước theo hướng cái quan tài. Tuấn thấy họ lại khóc, khóc cho người bạn nằm xuống, hay là họ khóc cho số phận mà tạo quá như trêu ngươi những con người như họ. Đốt điếu thuốc, nó nhìn theo bóng quan tài. Cũng là một kiếp người thôi. Tuấn thầm ước nếu có kiếp sau, mong rằng người chị nằm trong chiếc quan tài đó hãy là một người phụ nữ thật sự. Yên nghỉ nha, bà chị ạ. Thế một mùa mưa lại đến, Sài Gòn chìm trong những cơn mưa, và cuộc sống của Tuấn đã quen với những giấc ngủ không tròn. Những tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt lúc nửa đêm, những cái xác chết vì nhiều lý do, những chuyến xe xuôi ngược Nam Bắc. Những thứ đó bây giờ như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tuấn. Những cuộc gặp gỡ với thằng con vẫn diễn ra hàng tháng, nhưng càng ngày nó lại càng thấy được cái khoảng cách vô hình giữa Tuấn và vợ cũ của mình càng ngày càng bị đẩy ra xa. Bây giờ em đã vào làm ở một ngân hàng lớn thuộc nhà nước. Có lẽ công việc mới nên em bị cuốn vào cái guồng máy đó. Và Vĩnh Long, em vẫn ở bên cạnh Tuấn, vẫn dịu dàng và luôn tinh tế. Vĩnh Long không trách Tuấn vì luôn giữ trong tâm thức hình ảnh của người vợ cũ. Tuấn cảm giác mối quan hệ giữa nó và Vĩnh Long như một nửa là tình nhân, nửa là tri kỷ thì phải. Cũng hơn 2 tháng từ ngày đi theo thằng Nha Trang lấy cái xác đầu tiên, bây giờ bãi xe có thêm chỗ cho 2 chiếc cứu thương nữa. Thằng chủ xe vừa mua thêm vậy, nó mua lại của người khác, bây giờ đem về sửa chữa lại chút ít, tranh thủ kiếm thêm tài xế. Cái nghề chạy loại xe này như tụi nó, kiếm người cũng không phải dễ. Không nhiều thằng trụ lại được sau hơn 3-4 ca. Nếu gặp ca tai nạn giao thông đầu tiên thì coi như xong, bỏ của chạy lấy người luôn. Hôm nay Tuấn xin nghỉ vài ngày, tranh thủ chạy đi kiếm cái khách sạn rồi đặt phòng. Đến hơn 8 giờ tối, nó đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Chuyến bay từ Thụy Sĩ của mẹ nó sẽ đáp vào lúc 9 giờ 15 phút. Bước cà tàng ra bãi xe sân bay, vẫy tay bà chị bán cà phê, Tuấn mua một hộp cà phê đá, rồi ngồi xuống chỗ cái bồn hoa ngoài bãi xe ô tô. Đốt điếu thuốc lên, nó trầm tư nhìn vào ga quốc tế. Hàng năm mẹ của Tuấn đều tranh thủ về Việt Nam thăm nó, hoặc là nó sẽ bay sang thăm bà. Nhưng năm nay làm ăn thất bại nên cũng chẳng có điều kiện mà sang đó.
Thôi đành để cho bà về sẵn thăm thằng nhóc con của Tuấn luôn. Nói thêm về mẹ nó, bà cũng gần 60. Lúc mà mẹ Tuấn qua Thụy Sĩ, nó chỉ khoảng 8-9 tuổi. Qua bên đó, mẹ nó được bà dì giới thiệu vào làm cho một nhà hàng Trung Quốc. Lúc đầu thì rửa chén, dọn dẹp tạp vụ, nói chung là làm đủ thứ việc. Sau vài năm thì mẹ và bà dì cũng tích góp được một số tiền nho nhỏ. Cả hai người quyết định xin nghỉ việc ở cái nhà hàng Trung Quốc đó. Tiếp đến hai người tự mở một cái quán nhỏ kiểu take away các món Việt Nam trên một chiếc xe ô tô. Hình như là ông trời cũng thương, bây giờ thì mẹ nó và bà dì kia cũng có được một nhà hàng Việt Nam cùng hai quán ăn chuyên về món Việt Nam ở Thụy Sĩ và Pháp. Còn đối với Tuấn, tình cảm mẹ con vẫn bình thường. Có lẽ những năm tháng tuổi thơ của Tuấn thiếu vắng tình thương của mẹ nhiều lắm. Còn ba thì không có nhiều thời gian cho Tuấn vì công việc của ông phải đi xa thường xuyên. Tuấn bồi hồi nhớ lại cái khoảng thời gian sau khi mẹ nó đi qua bên đó. Những đêm nằm ngủ một mình trong căn phòng, ngoài trời thì mưa gió sấm chớp. Nó khóc, khóc rất nhiều. Tuấn nhớ nó để hai cái gối ôm hai bên khi ngủ, và thầm ước hai cái gối đó chính là ba và mẹ của mình. Rồi những buổi đi học, bạn bè có ba mẹ đưa đón, còn nó thì chỉ lầm lũi đi và về, bị ăn hiếp cũng chẳng biết nói với ai. Chẳng lẽ chuyện gì cũng chạy đi mét cô giáo, bị đánh, bị những thằng lớp trên trấn lột tiền, nhưng rồi cũng quen, bị người ta đánh riết rồi cũng có lúc nó đánh lại người ta. Sau này khi lớn lên, có những khoảng thời gian Tuấn đã suy nghĩ tiêu cực khi tiêu xài vô tội vạ những khoản tiền mà mẹ nó gửi về cho. Tuấn nghĩ rằng đó như một sự trả thù mẹ của nó, vì bà đã bỏ nó gần như suốt khoảng thời gian của tuổi thơ. Vài chục triệu, vài trăm triệu, rồi lên tới hàng tỷ đồng được Tuấn quăng vào những cuộc chơi vô tội vạ. Nhưng thôi, ai cũng có một thời tuổi trẻ lầm lỡ. Giờ đây Tuấn bắt đầu và cố gắng sống lại cuộc sống tốt nhất theo cách của nó. Trở về với thực tại, khi tiếng loa phát ra báo chuyến bay của mẹ nó đã hạ cánh, Tuấn từ từ bước vào sảnh của ga đến quốc tế. Cũng phải đợi gần cả tiếng đồng hồ mới thấy mẹ của nó từ phía trong đang lụi cụi đẩy cái xe hành lý ra. Tuấn vẫy vẫy tay gọi bà. Giữ lấy cái tay cầm xe đẩy cho mẹ, nó cười rồi hỏi: "Mệt không mẹ?" Vẫn là cái giọng nói thân thương của bà. "Ừ, cũng mệt con." Nhưng vừa trả lời xong, bà quay mặt vào phía trong như tìm kiếm ai đó. Tuấn thấy lạ nên hỏi: "Ủa, mẹ kiếm ai vậy mẹ?" Mẹ nó vẫn đưa mắt tìm, vừa trả lời câu hỏi của Tuấn: "À, mẹ đang kiếm bạn của mẹ." Kéo cái xe đẩy sang một bên, nhường đường cho những người khách từ phía trong đi ra. Nó nghe bà nói: "Chuyến này mẹ về á, mẹ có đi chung với hai mẹ con người bạn của mẹ. Họ là dân gốc Hoa, cũng mở quán ăn Tàu bên đó đó. Đợt này mẹ về nên mẹ con nó cũng sắp xếp về chung nhà của mấy người này bên khu Chợ Lớn á." Vừa nói xong thì bà vẫy vẫy tay, hai người phụ nữ đang đẩy xe hành lý cũng từ trong bước ra. Là một người phụ nữ chắc nhỏ tuổi hơn mẹ Tuấn, tầm hơn 50, và một đứa con gái trẻ chắc độ 21-22 tuổi là cùng. Họ đẩy chiếc xe hành lý tới chỗ mẹ con của nó. Tuấn gật đầu chào hai mẹ con gốc Hoa kia. Người phụ nữ lớn tuổi nhìn Tuấn cười vui vẻ rồi nói với mẹ nó: "Thằng Tuấn con chị phải không?" Cái giọng lơ lớ của người gốc Hoa chắc mọi người coi phim nhiều sẽ biết được. Mẹ nó cười rồi gật đầu nói: "Ừ, nó đó." Đứa con gái cũng nhìn Tuấn gật đầu mỉm cười: "Thôi thì gọi em gái này là em Tàu Lai đi, vì cả ba mẹ đều là người Việt gốc Hoa." Nhìn khuôn mặt của em Tàu Lai thì đúng chuẩn của người Hoa, mắt một mí, nhưng bù lại khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú. Bộ đồ em mặc trên người cũng cho Tuấn biết phần nào lối sống phương Tây đã ảnh hưởng ít nhiều tới em. Tuấn vừa chất đống hành lý của mẹ nó và cả mẹ con em Tàu Lai vào trong cốp của chiếc xe taxi 7 chỗ, vừa trả lời những câu hỏi của mẹ nó và mẹ của em Tàu Lai. Xong xuôi, chiếc taxi chạy đi rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Trên đường về, Tuấn gợi ý ghé một quán nào đó cho mọi người lót dạ. Chắc cũng đói nên ba người phụ nữ kia liền đồng ý ngay. Vậy là chiếc taxi dừng lại trước một quán ăn khuya
trên con đường ở quận 5. Tuấn mời anh tài xế vào ăn chung, nhưng anh từ chối vì mới ăn rồi. Móc tờ 100 ngàn nhét vào trong túi áo của anh. Nó nói: anh thông cảm nghe, đợi nhà em ăn chút xíu. Anh ta cười rồi ra dấu ok. Dù sao cũng tối rồi, ai cũng vì miếng cơm manh áo mới lăn lộn kiếm sống tới giờ này thôi. Mấy món chiên xào được đem ra bốc khói nóng hổi. Cả bốn người cùng ăn uống vui vẻ. Hai mẹ con em tàu lai chắc hợp khẩu vị, vừa ăn vừa khen nức nở. Nói chuyện qua lại, Tuấn được biết mẹ của em tàu lai là dân vượt biên. Cô đi cùng gia đình qua bên đó gặp ba của em cũng là dân vượt biên, rồi hai người kết hôn, sinh ra ba người con. Tàu lai là Úc. Em đang học năm thứ hai đại học về ngành nhà hàng khách sạn ở Thụy Sĩ. Mẹ con tàu lai có vẻ ngạc nhiên và tò mò về công việc của Tuấn khi biết nó đang là tài xế lái xe cứu thương kiêm luôn lượm xác. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc đi. Chiếc taxi lại chạy về một con đường nằm gần chợ Bình Tây, nơi tập trung phần lớn người qua sinh sống, buôn bán ở Sài Gòn. Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà đang có mấy người đợi sẵn. Mẹ con tàu lai bước xuống xe, lại tiếng cười nói của những người thân lâu ngày gặp lại. Tuấn phụ mấy người kia đem hành lý vào trong nhà, rồi chào tạm biệt họ. Nó bước lên xe. Chiếc xe tiếp tục hướng về cái khách sạn mà Tuấn đã đặt phòng sẵn cho mẹ nó, nằm ở quận 8. Vì căn nhà của nó đã cho chị em Vĩnh Long mướn, nên chuyến này về Việt Nam đành phải để cho mẹ ở khách sạn rồi. Sắp xếp hành lý vào phòng đâu vào đó, sau khi tắm rửa mát mẻ, mẹ con nó mỗi người nằm trên một chiếc giường. Những câu chuyện về công việc, tình cảm được mẹ Tuấn hỏi cặn kẽ, nó cũng chẳng giấu gì bà. Tuấn kể cho mẹ nghe về công việc nó đang làm, những gì nó được trải nghiệm, rồi chuyện tình cảm giữa nó và Vĩnh Long. Trời, mẹ nó chìm vào trong giấc ngủ, chắc bà đã thấm mệt sau chuyến bay dài. Tuấn nằm đó nhìn mẹ ngủ, nó để ý thấy trên mái tóc của bà hình như những sợi bạc đã nhiều hơn những lần trước mẹ nó về Việt Nam. Nó cũng chìm vào giấc ngủ, những hình ảnh về thời thơ ấu lại hiện ra. Lúc ba mẹ của nó chưa ly hôn, có một thằng nhóc được ba nó ẵm trên tay, bên cạnh là mẹ nó đang nở nụ cười hạnh phúc nhìn cha con nó. Giấc mơ này quen thuộc quá, giống như những giấc mơ nó vẫn thường hay gặp. Chắc có lẽ người ta thiếu cái gì thường hay mơ thấy cái đó. Tuấn thức giấc bởi tiếng bước chân của mẹ. Nhìn đồng hồ, mới 6:40 sáng. Mẹ đang tập thể dục buổi sáng ngoài ban công của căn phòng khách sạn. Vào toilet vệ sinh cá nhân xong xuôi, bước ra thì thấy bà cũng tập xong mấy bài thể dục. Đợi mẹ Tuấn tắm rửa vệ sinh xong, nó chở bà chạy thẳng ra cái quán điểm tâm sáng. Cái quán này mẹ con nó thường ăn từ lúc bà chưa qua Thụy Sĩ. Chắc nó cũng sắp xỉ bằng tuổi với Tuấn hoặc là lớn hơn. Mẹ nó mỗi khi về Việt Nam đều ghé để ăn sáng, còn Tuấn thì vẫn thường xuyên ghé ăn thôi. Không chỉ vì nó ngon, mà cái quán này chính là một trong những nơi lưu giữ những hoài niệm thời thơ ấu của gia đình nó. Ăn sáng xong thì quay về khách sạn, Tuấn lại lui cui phụ mẹ soạn những món quà trong mấy cái vali ra. Bà dành hẳn một cái vali để quà cho nó và thằng nhóc con của Tuấn. Nào là quần áo, nước hoa, phô mát, sô-cô-la, toàn là những thứ Tuấn thích thôi. Xong xuôi đâu đó, mẹ con nó lại khệ nệ mang mấy gói đồ xuống xe rồi đi tiếp. Điểm đến đầu tiên tất nhiên là căn nhà của Tuấn. Vĩnh Long tươi cười chào đón mẹ con nó. Em cũng chẳng xa lạ gì với bà, hàng năm bà về Việt Nam vẫn đều đặn ghé thăm gia đình của em ở dưới quê. Đốt cây nhang cho ba Tuấn, nó để ý thấy ánh mắt của mẹ đượm buồn đi. Cả ba mẹ nó chẳng ai đi thêm bước nữa sau khi ly hôn, cũng như vợ chồng nó hiện giờ. Họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng mỗi khi gặp nhau. Có lẽ vì quá nhiều bất đồng trong cuộc sống vợ chồng nên ba mẹ nó đành rời xa nhau. Những năm tháng cuối đời, nằm trên giường bệnh, ba của Tuấn vẫn nhận được sự chăm sóc nhiệt tình từ mẹ, theo đúng cái nghĩa vợ chồng. Bà bỏ công việc bên đó về lo cho ông hơn nửa năm. Trước lúc bà mất đi, bàn tay ông vẫn nắm chặt lấy bàn tay của bà. Bước xuống tầng dưới, Vĩnh Long đã pha sẵn bình trà nóng cho bà, và tất nhiên không quên một ly cà phê đá ngọt cho riêng Tuấn. Những câu hỏi thăm sức khỏe
công việc giữa hai người phụ nữ vang lên, xen lẫn những tiếng cười. Mẹ Tuấn gửi tặng Vĩnh Long vài món quà. Bà dặn riêng Vĩnh Long có chai nước hoa mà Tuấn cố tình chọn cho em. Tuấn hơi ngượng, cố tránh ánh mắt đang vui vì hạnh phúc của Vĩnh Long đang nhìn nó. Tuấn đã cố tình chọn chai nước hoa này, chai Dior Jador. Mùi thơm nhẹ nhưng lắng động, cũng giống như tính cách của em vậy. Vĩnh Long mời hai mẹ con của nó ở lại dùng cơm trưa, nhưng mẹ nó hẹn lại bữa khác vì phải qua thăm thằng cháu nội của bà. Biết là không thể giữ được mẹ nó nên Vĩnh Long đành chịu theo ý. Chào tạm biệt em, Tuấn lại chở mẹ tiếp tục qua nhà vợ để thăm thằng nhóc con. Vì có hẹn trước nên thằng nhỏ hôm nay được nghỉ học ở nhà một bữa. Vợ Tuấn thì đi làm nên nhà chỉ có ba vợ của nó và chị giúp việc thôi. Nhìn cảnh mẹ mình ôm ấp đùa giỡn với thằng cu, cảm giác tội lỗi lại dâng trào trong nó. Giá như Tuấn có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ, nhưng mà thời gian nào có thể quay ngược trở lại chứ. Nó ngồi hút thuốc với ba vợ. Ông vẫn hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại của Tuấn, vẫn luôn đưa ra những gợi ý về những công việc hấp dẫn khác cho nó. Tất nhiên là như những lần trước, Tuấn vẫn khéo léo từ chối tấm lòng của ông. Ngày trước khi vợ chồng nó mới yêu nhau cho tới khi kết hôn, ông là người luôn ngăn cản, thậm chí không có mặt trong ngày cưới của vợ chồng nó. Rồi sau đó cũng chính ông là người luôn hàn gắn, tránh cuộc hôn nhân đổ vỡ của vợ chồng nó. Giờ đây, sau hơn một năm từ ngày nhận quyết định ly hôn từ tòa án, ông vẫn dành cho Tuấn sự tôn trọng tuyệt đối mỗi khi nó ghé thăm gia đình của vợ. Rồi cũng đến lúc bà cháu chia tay nhau, nhìn đôi mắt của mẹ cứ quay lại nhìn thằng nhóc, Tuấn chỉ biết bất lực mà im lặng chẳng nói gì. Ngày hôm đó, nó chở mẹ đi thăm vài nhà của những người bà con thân thuộc. Đến chiều thì về lại khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi, vì tối nay mẹ của em Tàu Lai có mời mẹ con nó đi ăn tối. Đúng 7 giờ tối, Tuấn và mẹ có mặt theo lời mời của mẹ em Tàu Lai tại một quán ăn trên đường Nguyễn Trãi. Quán này khá quen thuộc với nó. Mẹ con Tàu Lai đang ngồi đợi sẵn. Em Tàu Lai nở một nụ cười thân thiện khi nhìn thấy Tuấn. Những món ăn được dọn lên, thêm một chai rượu vang cho bữa ăn thêm ngon hơn. Trong bữa ăn, mẹ của Tàu Lai mời mẹ nó đi một chuyến du lịch về Cần Thơ. Bà định đi cho biết miền Tây và cũng muốn chịu theo ý của Tàu Lai. Em muốn biết được cái cảm giác buổi sáng ở chợ nổi như thế nào, vì Tàu Lai nghe bạn bè kể nhiều về chợ nổi Cái Răng, về miệt Cần Thơ gạo trắng nước trong mà em chưa một lần được trải nghiệm. Mẹ Tuấn ngập ngừng nhìn nó như muốn hỏi ý kiến. Tuấn trả lời luôn cho mẹ yên tâm. Mẹ thích thì con đi với mẹ, sẵn dịp ghé thăm nhà chú ba luôn. Vậy là dứt thôi. Tuấn không ngờ mẹ của Tàu Lai lại kêu Tuấn hỏi thuê xe ngày mai đi luôn. Bà ấy cũng chịu chơi dữ. Nó điện thoại cho thằng bạn chuyên cho thuê xe ô tô. Nó đặt một chiếc bãi chỗ tự lái vào ngày mai. Cũng lâu rồi Tuấn chưa có dịp đi đâu đó cho khuây khỏa. Chợt thấy ánh mắt Tàu Lai đang háo hức cho chuyến đi miền Tây ngày mai, đôi má em hơi ửng hồng vì men rượu hay vì cái nhìn bất chợt của Tuấn đây. Sáng hôm sau, thằng bạn lái chiếc xe 7 chỗ đến giao tại khách sạn cho nó. Tuấn chọn lại 7 chỗ vì cho thoải mái, có hai người lớn tuổi mà. Nó lái xe chở mẹ mình qua ngôi nhà hôm trước của mẹ con Tàu Lai để đón họ. Vừa tới nhà đã thấy hai người đợi sẵn. Mẹ của Tàu Lai thì ngồi băng ghế sau với mẹ Tuấn, còn em thì nhảy lên ghế trước bên phụ ngồi gần bên nó. Vậy là khởi hành về miệt gạo trắng nước trong thôi. Tuấn cũng trở thành một thằng hướng dẫn viên bất đắc dĩ trước những câu hỏi của em trên suốt chặng đường đi. Có lẽ vì đây là lần thứ hai em mới được về Việt Nam, còn quá nhiều thứ xa lạ với Tàu Lai. Vừa lái xe, Tuấn vừa trò chuyện cùng Tàu Lai. Phía sau, hai người phụ nữ lớn tuổi cũng hào hứng tham gia vào những cuộc trò chuyện của tụi nó. Khoảng cách cuộc hành trình như rút ngắn lại đi. Tuấn cho xe dừng lại ăn sáng tại Mỹ Tho. Bốn tô hủ tiếu Mỹ Tho được đem ra còn bốc khói thơm nức mũi. Nó muốn đi chậm để cho mọi người có thể nhìn ngắm cảnh vật bên đường và thưởng thức những đặc sản dọc theo cung đường đi. Chiếc xe dừng lại ở Vĩnh Long, chỉ có chú ba và thím ba đón tiếp gia đình của nó. Sau màn chào hỏi giới thiệu mẹ con của Tàu Lai thì mọi người tiếp tục thưởng thức nồi lẩu mắm miền Tây
do đích thần tiếng bà nấu. Lúc đầu em Tạo Lai có vẻ hơi căng thẳng khi lần đầu tiên ăn món lẩu mắm, nhưng từ từ cũng cảm nhận được cái vị ngon của cái món đặc sản miền sông nước này. Mẹ Tuấn cùng chú thím ba hàn huyên tâm sự cả một buổi cùng với mẹ của Tàu Lai. Tuấn và Tàu Lai lại lên sân thượng ngồi hóng những cơn gió từ ngoài sông thổi vào. Thấy Tuấn cứ ngồi nhìn vào cái nơi mà lần đầu tiên Vĩnh Long trao cho nó nụ hôn đầu tiên mà cười cười, Tàu Lai thấy lạ, em hỏi: "Ủa sao anh Tuấn cứ cười một mình vậy? Có chuyện gì vui hả anh?" Nó nhìn Tàu Lai. Chẳng hiểu sao lúc đó Tuấn lại trút ra những kỷ niệm về đêm hôm đó với Vĩnh Long ở cái sân thượng này, cho những kỷ niệm và tình cảm hiện tại giữa nó và Vĩnh Long. Tuấn cứ kể, Tàu Lai cứ ngồi đó nghe. Thỉnh thoảng em lại nở ra một nụ cười như đang hòa vào trong câu chuyện của Tuấn. Chốc chốc, những cơn gió làm vài sợi tóc của em bay lên lất phất. Tuấn đốt điếu thuốc rồi đứng vịnh tay vào lan can, nhìn ra dòng cổ chiên ở phía xa xa. Tàu Lai bước đến đứng bên cạnh. Em nói: "Cho em xin điếu thuốc đi." Tuấn hơi ngạc nhiên nhưng vẫn móc ra đưa cho em một điếu. Nó bật cái hộp quẹt rồi mồi thuốc cho em. Bờ môi mọng đỏ của em ngậm chặt điếu thuốc trích một hơi dài. Rồi Tàu Lai khẽ mở nhẹ để thổi ra chậm chậm những làn khói trắng. Em sành sỏi hơn Tuấn tưởng qua cách hút thuốc. Thả tiếp một làn khói vào khoảng không, em nhẹ nhẹ nói: "Bạn trai của em bên đó cũng hút loại thuốc này giống anh nè. Sau khi chia tay, em giữ lại những hoài niệm bằng mùi thuốc lá quen thuộc này. Tụi em dự định năm nay sẽ về Việt Nam du lịch. Em thích chợ nổi lắm." Tuấn im lặng, tiếp tục trích những hơi thuốc. Gió sông thật mát, như thổi bay những ưu tư phiền muộn trong lòng. Gần chiều thì mọi người tạm biệt gia đình chú ba. Chiếc xe lại lăn bánh hướng về Cần Thơ. Sau hơn 40 phút lái xe, cuối cùng thì cái cầu Cần Thơ đã hiện ra. Mọi người tranh thủ quay video lúc chiếc xe chạy qua cầu. Tây Đô chào đón mọi người bằng những cơn gió từ sông Hậu thổi vào trong xe vù vù. Mát quá, nó như xua tan đi mệt mỏi của những lữ khách đến với thủ phủ miền Tây sông nước. Tuấn chọn một khách sạn nằm tại trung tâm thành phố Cần Thơ, lấy hai phòng cho hai gia đình có ban công, rồi nhìn xuống con đường lớn. Bước vào phòng, mẹ nó đã vào trong toilet tắm rửa sau một chặng đường dài. Tuấn bước ra ban công châm điếu thuốc. Bất chợt nó nhìn sang ban công phòng bên cạnh, là Tàu Lai. Em cũng đang đứng ở ban công phòng của em. Tụi nó nhìn nhau rồi cười, rồi lại tiếp tục nhìn xuống con đường xe cộ tấp nập phía bên dưới. Nghỉ ngơi đến hơn 6 giờ tối, Tuấn chở cả nhà ra bến Ninh Kiều, gửi xe rồi ra khu du thuyền để ăn tối. Bước lên chiếc du thuyền lớn được thiết kế mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, mọi người chọn một góc bàn rồi gọi món. Hơn 7 giờ tối, chiếc du thuyền từ từ rời bến. Mọi người vừa thưởng thức những món ăn của miệng sông nước, vừa nghe hát tài tử Nam Bộ. Những câu giọng cổ ngọt như mía lùi được cất lên bởi giọng hát ngọt ngào của cô gái miệt Tây Đô. Đúng là Cần Thơ có bến Ninh Kiều, có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân. Giọng ca cổ vẫn vang lên, gió sông Hậu cứ thổi vào đều đều. Trên kia là bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, hơi chết choáng trong men rượu cay nồng. Mọi thứ làm cho Tuấn và mọi người chìm đắm với cái không gian sông nước hư ảo lúc về đêm. Ngày hôm sau, mọi người tranh thủ thức sớm. Khi đến bến tàu chợ nổi thì gần 6 giờ sáng. Tuấn gửi xe rồi thuê một chiếc tàu du lịch để xuất phát. Chiếc tàu trẻ sóng lướt ra sông. Mới buổi sáng sớm nhưng quang cảnh tấp nập người bán kẻ mua. Tấp vào mạng một chiếc tàu nhỏ, cả nhà nó được dịp thưởng thức nào là bún riêu, bún mắm, cháo. Vậy là ăn sáng ngay trên sông, cảm giác hơi lắc lư nhưng làm cho mọi người thích thú lắm. Cầm ly cà phê sữa đá bằng nhựa, Tuấn bước lên mũi tàu rồi ngồi đó, đốt điếu thuốc nhả khói ra. Nhìn mẹ nó đang mải mê chụp hình cùng với mẹ con em Tàu Lai, nó quay ra, hướng tầm mắt ra xung quanh. Những mảnh đời gắn liền với những chiếc ghe, chiếc tàu, cuộc sống thương hồ phiêu dạt trải đầy mai đó, như những đám lục bình đang trôi hờ hững theo những con sông nước bập bệnh, mặc kệ thế thái nhân tình.
Đang chìm trong những dòng suy nghĩ, Tuấn giật mình khi thấy Tạo Lai đang ngồi bên cạnh nó lúc nào không hay. Em cười rồi xòe bàn tay ra. Cho em xin điếu thuốc đi. Tuấn lấy gói thuốc ra rồi móc một điếu. Nó đặt thẳng điếu thuốc lên môi em. Tạo Lai hơi ngạc nhiên vì hành động của nó, nhưng em vẫn nói cảm ơn anh. Bật lửa mồi điếu thuốc cho Tạo Lai, em nở một nụ cười như cảm ơn nó thêm một lần nữa. Nhìn ra phía trước, em nói, Việt Nam nhiều cảnh đẹp quá anh ha. Tuấn cười như đồng ý với câu nói của em. Chiếc tàu tấp vào những chiếc xuồng nhỏ cho mọi người mua trái cây. Những trái khóm, mít, nhãn chôm chôm, sầu riêng măng cục, toàn là những loại trái cây đặc sản, cùng nụ cười duyên dáng của cô gái mặc chiếc áo bà ba, làm Tuấn cảm thấy đẹp tới nao lòng. Rồi chuyến đi dạo quanh trên sông nước miền Tây cũng kết thúc. Ghé thăm vài điểm cho mọi người về lại Sài Gòn trong ngày hôm đó. Và có vẻ Tạo Lai cũng đã thỏa mãn cái mong muốn được ghé thăm chợ nổi miền Tây. Ngày hôm sau, Tuấn chở mẹ qua nhà dùng cơm trưa như đã hứa với Vĩnh Long. Bữa cơm đơn giản nhưng mọi người ăn uống thật vui. Mẹ nói kế hoạch ngày mai sẽ đi cùng với mẹ của Tạo Lai, kiểu như theo đoàn Phật tử đi hành hương các chùa ở một số tỉnh miền Trung. Lộ trình đi 4 ngày 3 đêm. Bà dặn nếu rảnh thì dẫn con bé Tạo Lai đi thăm thú vài nơi, vì nó cũng muốn biết thêm nhiều thứ ở Sài Gòn. Tuấn ậm ừ cho qua chuyện. Nó nghĩ nhà Tạo Lai có nhiều người ở Sài Gòn mà, cần gì tới nó chứ. Qua sáng ngày hôm sau, chở mẹ mình ra chỗ tập trung đoàn hành hương, thấy có nhiều người đã đứng bên cạnh chiếc xe 45 chỗ. Mẹ của Tạo Lai cũng có mặt ở đó. Bà cũng ngỏ ý nhờ Tuấn đưa con gái của bà đi tham quan vài chỗ ở Sài Gòn. Bà có rủ Tạo Lai đi chung với đoàn hành hương, nhưng nó không thích vì toàn người lớn tuổi thôi, chắc không hợp với nó. Nói chuyện một lúc thì hai người phụ nữ lên xe để khởi hành. Tuấn vẫy tay chào rồi chạy xe đi. Tấp vào một quán cà phê cốc ven đường, kêu ly cà phê đá ngọt. Nó vừa uống cà phê vừa hút thuốc, nhìn dòng xe cộ qua lại. Nửa muốn về chạy xe cứu thương, nửa muốn không, vì lỡ mẹ nó về mà đang kẹt chạy xe rồi lại để bà một mình, sợ mẹ nó buồn. Thôi kệ, chạy lúc nào mà không được, chừng nào mẹ nó đi thì bắt đầu lại công việc. Bà về chuyến này cũng được có 9 ngày thôi, Tuấn nghĩ vậy. Phòng khách sạn thì vẫn giữ ở đó, tối về ngủ. Đang miên man với những dòng suy nghĩ trong đầu thì chuông điện thoại treo lên. Một số lạ có trong danh bạ, Tuấn bắt máy. Alo, ai vậy? Đáp lại câu hỏi của nó là cái giọng con gái quen thuộc. Em nè, em Tạo Lai nè, anh Tuấn rảnh không? Anh đang ngủ cà phê, có gì không em? Tạo Lai nói như mừng trở lắm. Vậy em ra ngồi với anh ha, định nhờ anh dẫn em đi vài chỗ á. Nó cho em địa chỉ chỗ cái quán cốc mà nó đang ngồi. Hơn 20 phút sau, có một chiếc taxi đậu lại bên kia đường, là Tạo Lai. Em bước xuống xe nhìn quanh tìm kiếm. Tuấn vẫy tay kêu tên em. Tạo Lai bước vội qua đường. Em kêu một ly cà phê sữa đá rồi xin nó điếu thuốc. Vẫn hành động cũ, Tuấn đặt điếu thuốc lên môi của em rồi bật lửa. Vẫn câu nói nhẹ nhàng từ Tạo Lai. Cảm ơn anh. Rồi em lại nói tiếp. Em thích ngồi những cái quán vậy nè, nó tự nhiên, không có như những cái quán cà phê sang trọng kia. Hướng mắt em nhìn vào những quán cà phê máy lạnh gần đó, Tuấn cười rồi nói. Anh thích nhìn Sài Gòn như thế này, không phải ngăn cách bằng những tấm kính, mặc dù phải hít cái không khí khói bụi nóng nực, chứ không được mát lạnh như trong kia. Tạo Lai nhìn ra đường, nhìn những chiếc xe chạy qua lại. Uống xong ly cà phê sữa, Tạo Lai nhờ Tuấn chở đi vài vòng vòng quanh Sài Gòn chơi. Vậy là đi. Chiếc xe máy tấp vào chỗ bán nón bảo hiểm, nó lựa cho em một cái, vì lúc nãy em đi không có đem theo nón. Cái nón bảo hiểm màu hồng có hình con mèo Hello Kitty, như hợp với khuôn mặt của em lắm. Nó chở em vòng quanh Sài Gòn, giới thiệu cho em biết những nơi vừa ghé thăm, nào là Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố. Em ngồi sau luôn chăm chú lắng nghe những câu nói của Tuấn. Lúc mệt thì tấp vào quán nước bên đường, ngồi dưới tán cây cổ thụ, uống ngụm nước mía mát lạnh, thả ra những làn khói thuốc sảng khoái.
ngắm nhìn Sài Gòn luôn dịch chuyển không ngừng nghỉ. Đến chiều tối, Tuấn điện thoại rủ thêm hai chị em Vĩnh Long đi ăn tối cùng với nó và Tàu Lai. Nhưng Vĩnh Long nói tối nay em có hẹn đi đám cưới của người bạn thân, vậy là chỉ có Tuấn và Tàu Lai thôi. Chở Tàu Lai ra Tân Hải Phân, nơi mà trước đây nó thường ghé. Cứ quản lý nhìn thấy nó thì liền chạy ra chào, trách Tuấn sao lâu quá không thấy tới quán. Cứ chọn cho tụi nó một bàn ở phía ngoài, có thể nhìn xuống con đường phía dưới, kêu vài món ăn và chai rượu vang. Tuấn nhìn xung quanh, không gian nơi này không thay đổi nhiều, vẫn như trước đây, cái thời ăn chơi quậy phá của nó. Vì là nhà hàng nấu theo kiểu Trung Quốc nên chắc hợp khẩu vị. Nó thấy Tàu Lai ăn rất ngon lành, lâu lâu lại tấm tắc khen ngon. Ngồi hơn tiếng đồng hồ thì chai rượu cũng đã cạn, thêm chai mới được đem ra. Dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh thơm lừng được trót vào từng cái ly. Tàu Lai nâng ly rượu, nhấp từng ngụm. Em cười nhẹ nói với Tuấn: "Cảm ơn anh vì ngày hôm nay." Tuấn cười, nhấp tiếp một hớp rượu. Bất chợt Tàu Lai hỏi nó: "Sao anh không hỏi gì về em hết?" "Anh không có thói quen soi mối đời sống riêng tư của người ta." "Nhưng mà em muốn kể với anh á." "Vậy thì em cứ kể đi." Tuấn nói. Em nhấp một ngụm rượu rồi kể về cuộc sống của em. Ai cũng vậy, đều có một câu chuyện về cuộc đời của mình. Cũng có những góc khuất không thể nói ra. Nhưng tối nay, Tàu Lai ngồi đó trút những nỗi niềm tâm sự trong cuộc sống của em với một người mới quen như Tuấn. Chắc là hơi men làm cho người ta mạnh dạn hơn để trút bỏ những nỗi niềm sâu thẳm đi. Cuộc nhậu nào cũng phải tàn, Tuấn hơi lần lần nhưng vẫn đủ tỉnh táo. Còn Tàu Lai chắc cũng giống như nó. Chiếc xe máy len lỏi vào khu chợ lớn, dừng lại trước ngôi nhà của Tàu Lai. Em vẫn ngồi đằng sau xe hỏi: "Tối nay anh ngủ ở khách sạn hả?" Nó vừa gật đầu vừa trả lời em: "Ừ, có gì không em?" Tàu Lai ngập ngừng trả lời: "Em qua đó với anh được không? Ở nhà buồn quá anh à." Tuấn cười nhẹ rồi quay mặt ra phía sau nhìn em. "Anh đang có rượu trong người, qua đó không có tiện đâu." Không thấy Tàu Lai trả lời, em bước xuống xe rồi chào tạm biệt nó. Hình như em không vui. Tuấn vặn ga, chiếc xe máy lao đi. Là đàn ông, ai mà chẳng ham muốn xác thịt trước những người con gái đẹp và hấp dẫn. Nhưng có lẽ nó biết cái gì nên và không nên. Những ngày sau đó, Tuấn vẫn chở Tàu Lai đi thăm Tú Sài Gòn. Em vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuấn nghĩ một người con gái sinh ra và lớn lên ở phương Tây như em chắc sẽ có những suy nghĩ thoáng hơn. Những buổi ăn tối cùng chị em Vĩnh Long, Tàu Lai thật sự vui. Tàu Lai có dễ hợp gu với hai chị em Vĩnh Long, nên bây giờ Tuấn chỉ là khán giả ngồi nghe những câu chuyện của mấy chị em thôi. Rồi mẹ nó cũng trở về sau chuyến hành hương. Một ngày ngắn ngủi bên bà rồi cũng nhanh chóng trôi qua. Qua ngày hôm sau, nó tất bật chở bà đi mua sắm để đem về bên Thụy Sĩ, tranh thủ thăm thằng nhóc con của nó, rồi về lại khách sạn đóng gói hành lý. Hơn 8 giờ 30 phút tối, chiếc taxi đậu trước khách sạn. Tuấn nhanh chóng bỏ những chiếc vali vào trong cốp xe. Chiếc taxi lăn bánh về hướng sân bay. Ra tới sân bay, cũng thấy mẹ con Tàu Lai vừa tới. Lại khệ nệ bỏ những chiếc vali xuống chiếc xe đẩy cho mẹ nó và mẹ con Tàu Lai. Mẹ Tuấn đưa cho nó một cái bao thư, kêu nó cất vào túi kỹ lưỡng, về tới nhà hẳn mở ra. Bà dặn dò Tuấn rất nhiều. Nó cười rồi nói: "Con lớn rồi mà, mẹ cứ lo không à." Có lẽ Tuấn đã lớn rồi, nhưng đối với mẹ nó hay tất cả những ông bố bà mẹ khác, họ vẫn lo lắng, vẫn luôn nghĩ con mình là những đứa trẻ thôi. Tàu Lai bước về phía Tuấn. Bất chợt em ôm chầm lấy nó. Em khóc thúc thích rồi nói: "Cảm ơn anh. Em sẽ nhớ Sài Gòn nhiều lắm, vì ở Sài Gòn có anh." Tuấn im lặng, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ vào lưng em rồi an ủi: "Ừ, thì có dịp về thăm anh, đừng khóc nè." Tàu Lai ôm chặt hơn. Mẹ nó và mẹ em nhìn tụi nó cười,
nhưng đôi mắt của họ lại đang rơi ra những giọt nước mắt. Rồi cũng phải đến lúc chia tay, cả ba người phụ nữ bước vào trong khu vực check-in. Bóng của họ từ từ khuất sau những lớp cửa. Tuấn nhìn thấy Tàu Lai quay lại nhìn nó trước khi em bước vào trong. Hình như em vẫn còn đang khóc. Tuấn chậm chậm bước lên tầng trên, nơi nó có thể thấy rõ những đường băng ngoài kia. Nhìn những ánh sáng nhấp nháy phát ra từ chiếc máy bay đang bay lên xuống. Vẫn biết hộp rồi sẽ tan, nhưng giờ đây sau trong lòng của nó có một khoảng trống hụt hẫng, như vừa mất đi một điều gì quý giá lắm. Tuấn đứng đó rất lâu, nhìn những cánh bay cất cánh trong màn đêm. Chắc là trong những chuyến bay mới vừa mới cất cánh đó, có mẹ nó, mẹ Tàu Lai và em ở trên đó. Đêm nay Sài Gòn sao lạnh quá. Tuấn cảm thấy trong lòng thật trống trải. Kéo dội cái dây kéo áo khoác lên cao hơn, nó đốt điếu thuốc. Những làn khói mong manh như chặn đủ sưởi ấm tâm hồn của nó trong lúc này. Những tiếng ù ù của động cơ máy bay xa dần trên bầu trời đêm Sài Gòn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Người Vận Chuyển, tác giả Lê Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 7 nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.